Chiều 18 tháng 5, Hội Nông dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã phối hợp với xã Thành Hải tổ chức lễ ra mắt Tổ hội nghề nghiệp mô hình phân bò ép viên ứng dụng chế phẩm sinh học Trico Đạt Ma và giải ngân vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Tổ hội nghề nghiệp mô hình phân bò ép viên ứng dụng chế phẩm sinh học Trico Đạt Ma gồm 4 thành viên hoạt động trên tinh thần tự nguyện hợp tác cùng phát triển. Việc thành lập tổ hội nghề nghiệp nhằm liên kết giữa những hộ gia đình theo hướng phát triển bền vững, đồng thời nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập bình quân cho các gia đình hội viên. Các thành viên tham gia vào tổ hợp tác sẽ có cơ hội tiếp cận các kiến thức về kỹ thuật, kinh tế, thị trường thông qua các buổi tập huấn và sinh hoạt tổ nhóm. Sau lễ ra mắt, ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã tổ chức giải ngân nguồn vốn vay 200 triệu đồng cho 4 thành viên với chu kỳ vay 36 tháng.